Rồi ok, mến chào anh em nha. Bây giờ sáng ngày thứ tư em lên sóng cục máy 90 nha anh em. Máy là em bán bình xăng combo E nha. Bây giờ còn như đây là em bán là 8 triệu rưỡi nha anh em. Giá quá tốt nha. Máy 90, máy này là bao cực mạnh luôn nha anh em. Bao im, bao mạnh. 8 triệu rưỡi nha. Anh em nhìn lửa là đủ hiểu rồi ha. Anh nhìn lửa nè, máy 90. Máy này còn rất là mạnh luôn nha anh em, tại vì em chạy là còn rất là mạnh và im nha, cực im luôn. 8 triệu rưỡi, nếu anh em nhà anh em mà cũ đời còn tốt thì anh em có thể không lấy cũ đời thì còn 8 triệu, tại vì cũ đời cũng có khách dặn nhiều. Đó. Máy là chỉ có lốc là hơi hơi không được đẹp thôi, anh em có thể về bắn lại hoặc là để y cũng được. Nói chung là máy còn tình trạng là rất im và rất là mạnh nha anh em. Máy là bao anh em là đầu nồi chưa mở nha. Anh em nhìn cổ hút nè, 8 triệu rưỡi cục máy custom 90, giá quá tốt luôn, về gác lên là đi hiên hu luôn, không lấy cũ đề thì còn 8 triệu tùy anh em nha. Máy là chưa qua vệ sinh tẩy rửa gì hết nha anh em nhìn ron cờ nè. Đó, anh em nào mà muốn máy mạnh xe 50 mà muốn đi mạnh lực thì cứ mua cục máy về đây gác lên, không thích thì tháo xuống bán nó cũng không có lỗ, chứ anh em bây giờ anh em ra làm máy rồi tốn tiền dữ lắm mà chạy nó cũng không ngon lành gì hết đó. 8 triệu rưỡi không lấy cũ đề thì còn 8 triệu tùy anh em nha, giá quá tốt luôn rồi. Máy 90 mà máy im mạnh, và anh em nào có nhu cầu cứ alo cho em nha, máy custom 90.